thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái bị sát hại dã man ở chợ đầu mối thủ đức gây xôn xao dư luận những ngày qua bước đầu tại cơ quan công an nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình mua bán rau củ nên sát hại nạn nhân tại chợ đầu mối bên cạnh đó người nhà nạn nhân cũng xác nhận không phải cả hai nợ nần nhau như thông tin trên mạng xã hội đăng tải thậm chí bạn trai của nạn nhân cho biết đã khuyên bạn gái đừng đi với người lạ trước khi xảy ra sự việc thương tâm Vừa qua, các cơ quan tố tụng thành phố Thủ Đức gia hạn giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi sát hại người và cướp tài sản. Dung được xác định là nghi phạm ra tay sát hại chị HTTT, 27 tuổi, quê Bến Lức, Long An. Liên quan đến vụ án, công an cũng đang tạm giữ chồng Dung vì không tố giác tội phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Quá trình mua bán rau củ hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung đã lên kế hoạch sát hại chị T. Trưa 30 tháng 9, Dung thủ sẵn dao rồi chạy xe máy đến sạp hàng của chị T. Do tay bị đau, Dung kêu chị T trở ra ngoài nói chuyện. Quá trình nói chuyện tại bãi xe, chị T thấy không ổn. Định về lại sạp nhưng chị Dung dùng dao thủ sẵn trong người, tấn công từ phía sau, ra tay liên tiếp vào người chị T khiến chị gục tại chỗ. Sau đó, Dung kéo nạn nhân vào bên trong, ngồi lên người của chị T rồi lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ sách chị T đang mang theo. Tổng tài sản mà chị Dung chiếm đoạt của chị T là khoảng hai lượng vàng, một ít tiền mặt. Dung về nhà tắm gội sau khi gây án, chồng Dung biết Dung, dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt. Do vết thương quá nặng, chị T tử vong tại bệnh viện lúc 13 giờ cùng ngày. Theo kết luận giám định Fabi, chị T bị Dung ra tay nhiều nhát tập trung vào vùng đầu mặt, Liên quan đến vụ án, gia đình chị T bác bỏ thông tin, cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung cũng không nợ tiền rau củ quả. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung, chứ không phải xe máy của chị T như thông tin trên mạng xã hội đăng tải. Theo tìm hiểu, gia cảnh của nạn nhân cũng khá khó khăn. Mẹ ruột của T còn cho biết cô sắp kết hôn, đồng thời cô cũng là chủ cột chính trong gia đình, giúp ba mẹ kiếm tiền nuôi em nằm bệnh. Mẹ nạn nhân đau buồn chia sẻ, gia đình tôi nghèo chứ không giàu có gì mới bán được một năm nay thôi. Nhờ có con mà tôi mới khỏe được. Bây giờ nó đi rồi, chắc thở không nổi. Hai vợ chồng già nuôi đứa con bệnh nữa, làm sao mà thở. Lúc còn sống, nó nuôi em nó bệnh. Giờ đời tôi cũng như tan nát. Sang năm nó còn dự định đám cưới nữa. Chồng sắp cưới của nạn nhân cũng cho hay, từng khuyên chị Tê đừng đi với người lạ. Sáng hôm đó, bà đó lại đặt đồ, kêu đóng đồ giao xuống xe. Lúc đóng xong là em đi về rồi, còn Tê với mẹ Tê ở lại. Lúc đó bà Dung lại kêu Tê trở xuống, kêu xe để mà giao đồ ra. Em về có điện thoại cho T mà mấy cuộc đầu được, còn sau đó không được. Lúc đó em cũng không nghi ngờ gì vì không có xích mích gì với bên mình. Đang nói chuyện điện thoại cái tắt ngang, em gọi lại thì không được. Nói người yêu em thiếu nợ bà Dung là không có. Theo dõi vụ án luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận định Dung đã có hành vi dùng dao cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng. Hành vi này có dấu hiệu của tội sát hại người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cùng với đó, luật sư Tuấn cho rằng cần phải xác định rõ ý định chiếm đoạt tài sản của nghi phạm xảy ra trước hay sau khi thực hiện hành vi sát hại người. Nếu nghi phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại từ trước rồi mới dùng dao sát hại nạn nhân đến tử vong thì hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản này có dấu hiệu của tội cướp tài sản. Theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, nếu sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm phát hiện nạn nhân có mang theo tài sản và chiếm đoạt tài sản của bị hại thì hành vi này có dấu hiệu của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản theo điều 172 hoặc tội trộm cắp tài sản theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Luật sư Tuấn nêu quan điểm Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng hành vi của nghi phạm Dung có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại trước nên mới súng tay sát hại nạn nhân đến tử vong. Hành vi này cấu thành tội cướp tài sản đi liền với tội sát hại người. Ý thức chiếm đoạt tài sản này phát sinh từ việc không phải trả khoản nợ nếu bị hại tử vong và sau khi bị hại mất sẽ chiếm đoạt luôn số tài sản mà bị hại mang theo. Đối với chồng của nghi phạm luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra sau khi biết vợ sát hại người nhưng không khuyên can vợ đi đầu thú không trình báo cơ quan chức năng anh ta cố tình che giấu hành vi phạm tội của dung cản trở việc phát hiện điều tra xử lý người phạm tội bằng cách giúp vợ đốt quần áo dính máu luật sư hùng phân tích tội sát hại người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do đó hành vi của người chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Liên quan đến vụ án, theo đoạn phim do camera gần hiện trường quay lại, có một người đàn ông khi nghe tiếng là hét đã đến xem nhưng bỏ đi sau đó. Theo luật sư Trần Minh Hùng, nếu tại thời điểm đó, người đàn ông biết nghi phạm đang cầm dao gây nguy hiểm tới tính mạng của bị hại và đến căn ngăn hoặc chi hô cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ, thì có lẽ cô gái 26 tuổi đã không mất mạng. Vì thế luật sư cho rằng, cần điều tra làm rõ trách nhiệm của người đàn ông này. Cần điều tra xác minh nếu người đàn ông thấy người phụ nữ đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, người đàn ông có điều kiện giúp đỡ nhưng lại không giúp đỡ dẫn đến hậu quả bị hại, bị sát hại thì có thể Người đàn ông này sẽ bị khởi tố theo điều 132 của Bộ luật hình sự. Khoản một điều 132 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả đó thiệt mạng thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra luật sư cho rằng hành vi của người đàn ông trên cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 điều 390 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với hình phạt là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Luật sư Trần Minh Hùng đưa quan điểm như vậy, cần tùy thuộc vào kết quả điều tra, xác minh lấy lời khai, trích xuất camera cụ thể, chi tiết của cơ quan chức năng để xác định người đàn ông có chịu trách nhiệm hình sự hay không. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cô gái trẻ bị người phụ nữ sát hại dã man tại chợ Đồng Mối, Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Sau khi bị bắt giữ, nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ tại quận 12, đã khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sự chi tiết trong lời nói khiến ai cũng đều phải ớn lạnh. Không nghĩ người phụ nữ nhìn có vẻ vô hại này lại có thể ra tay dã man đến vậy. Đặc biệt khi được cho xem lại quá trình sát hại nạn nhân, nghi can đã không dám xem. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Ngọc Dung 39 tuổi, ngủ tại quận 12 khai nhận, không nhớ đã xuống tay bao nhiêu lần, Dung chỉ nhớ lúc chị Trang gục xuống, thấy nạn nhân còn động đậy, sau đó thì không còn rõ. Khi được công an cho xem hình nạn nhân và báo chị Trang bị Dung xuống tay gần 100 lần, nghi phạm không dám xem. Dung khai, sau khi sát hại nạn nhân, cướp tài sản, nghi phạm mặc nguyên bộ đồ khi gây án, từ hiện trường đi thẳng về nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Tại đây, chồng của nạn nhân hỏi, con dao gì mà nhọn dữ vậy trời, bà đâm chắc người ta chết. Dung nói, người ta mất hay sống em cũng chưa có biết nữa. Nguyên nhân xuống tay với nạn nhân dã man được người phụ nữ khai là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Thùy Trang, 26 tuổi, quê Long An, ngụ tại thành phố Thủ Đức, tử vong với nhiều vết thương hở ở đầu và ngực. Hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ bạn hàng. Trước đó khoảng 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 9, chị Trang chạy xe máy nhãn hiệu Vision màu đỏ đen, mang biển số 59G319520 cùng Dung đi tới bãi xe container sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khu phố 5 phường Tam Bình để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Tại đây, Dung bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp, khiến chị Trang ngã gục sát bánh xe của xe container. Sau khi gây án, nghi phạm Dung cướp tài sản của nạn nhân, gồm một điện thoại, một đôi bông tai vàng, một bộ lắc bằng vàng, một sợi dây chuyền vàng và khoảng 15 triệu đồng. Tiếp đó, nghi phạm lấy xe máy rồi tẩu thoát. Hiện Dung đã bị bắt giữ để điều tra. Tuy không biết bản án mà đối tượng sắp tới phải đón nhận là gì, nhưng một điều chắc chắn là Dung sẽ bị bản án lương tâm, dằn vặt suốt cuộc đời còn lại.